Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3371 nhưng mạnh tinh hà còn chưa đủ trọng lượng. Lâm Giang Tiên nở nụ cười, nói, đây là ý của cậu, hay là ý của mạnh tinh hà? Mạnh Thiền cười cười, nói, chẳng lẽ tiền bối muốn từ chối sao? Lâm Giang Tiên nói, thái độ của cậu rất kém, cậu lấy đâu ra sự tự tin, cảm thấy tôi sẽ đưa danh ngạch cho cậu. Giữa hai lông mày của Mạnh Thiền để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nói, bởi vì tiền bối không có lựa chọn. Theo tôi được biết, trong căn cứ Hồng Lục, ngoại trừ học trò lớn của ông Vũ Vô Thương gia, thì không có tu sĩ thứ hai có tư cách được danh ngạch. Thay vì lãng phí một danh ngạch, còn không bằng đưa danh ngạch này cho tôi, tương lai tôi cùng nghĩa phụ cũng sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này của ông. Tuy rằng lời nói của Mạnh Thiền kiêu ngạo bá đạo, nhưng những người khác trong đại sảnh cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao những năm gần đây thực lực của Mạnh Tinh Hà tăng trưởng rất nhanh, lại nắm trong tay căn cứ Hồng Cửu, có thể nói tiềm lực vô hạn, đích thật là một đối tượng đáng để kết giao. Lâm Giang Tiên lắc đầu, nói thật, hôm nay nếu là Chu Tước Thần Quân, tôi chắc chắn phải cho. Nhưng Mạnh Tinh Hà còn chưa đủ trọng lượng. Sắc mặt ông ta trầm xuống, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người bộc phát ra. Còn nữa, Mạnh Thiền cậu thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo như thế. Có tin tôi sẽ giết cậu ngay tại chỗ không? Giọng nói uy nghiêm của Lâm Giang Tiên đột nhiên vang lên. Thân hình Mạnh Thiền chấn động kịch liệt, đồng thời máu từ miệng và mũi chảy ra. Anh ta lui lại vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Những người khác cũng bị sốc, và một số người đã lắc lư hai chân của họ. Lâm Giang Tiên tiền bối, tôi. Mạnh Thiền muốn nói chuyện. Nhưng anh ta cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề đang đè lên người anh ta, ngay cả nói chuyện cũng gian nan. Lúc này anh ta mới thực sự hiểu rõ sự nhắc nhở của Mạnh Tinh Hà. Tuy rằng chính anh ta hiện giờ cũng là một vị thần quân cảnh hậu kỳ, trên bia kỷ nguyên cũng có thứ hạng. Ngày thường Mạnh Tinh Hà cũng sẽ cùng anh ta giao thủ, chỉ điểm tu vi của anh ta. Điều này làm cho Mạnh Thiền cảm thấy tiểu tôn giả cứ như vậy thôi, cũng không có gì đáng kính sợ. Nhưng lúc này anh ta mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Như thuyền nhỏ đang ở trên mặt biển sóng to gió lớn, tùy thời có thể lật úp. Sống chết của anh ta phụ thuộc vào một ý nghĩ của Lâm Giang Tiên. Phốc phù. Chương 3372 tiền bối tôi nói không sai chứ. Lúc này, Đường Tuấn đang nói chuyện phiếm với Khương Nghi. Ánh mắt Khương Nghi lấp lóe, nói, bác sĩ Đường, nếu không tôi nói với cha một chút. Bảo ông ấy đưa cho anh một danh ngạch thí luyện cung hỗn nguyên khác. Đường Tuấn lắc đầu, anh đang chuẩn bị tiếp lời thì giọng Lâm Giang Tiên vang lên trong đầu, Đường Tuấn, cậu lại đây về phía tôi một chút. Lâm Giang Tiên trong đại sảnh lộ ra vẻ cười khổ, khuỷu tay con bé này quẹo ra ngoài. Rốt cuộc Lâm Giang Tiên muốn đưa danh ngạch này cho ai? Trong đại sảnh, đám người Mạnh Thiền đều suy đoán trong lòng. Khi một người từ ngoài đại sảnh đi vào, sắc mặt Mạnh Thiền đột nhiên biến đổi, anh ta quát, Đường Tuấn, anh tới đây làm gì? Trong lòng anh ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đường Tuấn giật mình một chút, anh cũng không ngờ sẽ gặp Mạnh Thiền ở chỗ này. Nhưng anh không để ý tới Mạnh Thiền nữa, mà đi vào trong đại sảnh. Không ngờ cậu cũng quen anh ta. Lâm Giang Tiên cười nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Trong tay Lâm Giang Tiên xuất hiện một nhóm ánh sáng. Trong nhóm ánh sáng tản ra một luồng khí tức thần bí. Sắc mặt Mạnh Thiền khẽ thay đổi, anh ta vội vàng nói, Lâm Giang Tiên tiền bối, ông không phải là muốn đưa danh ngạch thí luyện của cung hỗn nguyên cho anh ta chứ? Lâm Giang Tiên nắm nhóm ánh sáng, nói có cái gì không thể sao? Mạnh Thiền cười lạnh một tiếng, nói tiền bối có biết anh ta là ai không? Anh ta là bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma bị nghĩa phụ tôi giáng chức. Giống như vứt rác. Bị quân diệt ma tôi vứt bỏ. Nếu như đây là thanh niên tuấn kiệt trong miệng tiền bối, thì tôi không thể không hoài nghi ánh mắt của tiền bối. Nếu như tiền bối không tin, có thể hỏi anh ta. Anh ta khiêu khích nhìn Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Đường Tuấn, nói, là như vậy sao? Đường Tuấn gật đầu. Mạnh Thiền đắc ý nói, tiền bối tôi nói không sai chứ. Nếu ông thực sự muốn đưa cho anh ta một danh ngạch, nó thực sự là một sự lãng phí lớn. Tuy rằng có chút khoe khoang, nhưng tôi cảm thấy tiền bối vẫn nên đưa danh ngạch cho tôi là thích hợp nhất.
Người trong đại sảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bác sĩ chỉ đạo bị quân diệt ma giáng chức, nên thực lực không mạnh lắm, đích thực không có tư cách được danh ngạch thí luyện cung hỗn nguyên. Chỉ là một đứa con bị bỏ rơi mà thôi. Mạnh Thiền nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho mọi người trong đại sảnh có ấn tượng như vậy với Đường Tuấn. Đợi sau khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác nhìn Đường Tuấn mang theo một tia khinh bỉ, Mạnh Thiền đắc ý cười, khoát tay áo, nói, Đường Tuấn, bây giờ anh có thể đi ra ngoài, đừng chướng mắt ở đây. Chương 3373 đây là quy củ thí luyện của cung hỗn nguyên. Mạnh Thiền, tôi bảo cậu nói chuyện sao? Lâm Giang Thiên lạnh lùng nói. Mạnh Thiền giật mình, nói tiền bối, chẳng lẽ ông còn không tin tôi nói sao? Lâm Giang Thiên trầm giọng nói, tôi tin. Trên mặt Mạnh Thiền vừa mới lộ ra ý cười, đã thấy Lâm Giang Thiên đưa nhóm ánh sáng trong tay đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn, quát luyện hóa nó. Tiền bối, ông. Mạnh Thiền khiếp sợ. Anh ta nói nhiều như vậy, mà Lâm Giang Thiên vẫn còn đưa danh ngạch thí luyện cung hỗn nguyên cho Đường Tuấn. Lâm Giang Thiên lạnh lùng nói, tôi vẫn kỳ quái, thế lực nào không có ánh mắt như vậy, lại vứt bỏ bác sĩ Đường, thì ra là các người. Mạnh Thiền, cậu cho rằng thiên phú và thực lực của mình rất lợi hại sao, theo tôi thấy, ngay cả một nửa Đường Tuấn cậu cũng không thể so sánh được. Cho dù không có Đường Tuấn, tôi cũng sẽ không đưa danh ngạch cho cậu. Mạnh Tinh Hà không phải cho rằng mình lợi hại sao, vậy để cho ông ta đến đánh cùng tôi một trận. Mạnh Thiền cậu. Qua một vạn năm nữa hãy trở lại nói chuyện với tôi như vậy. Đi. Sắc mặt Mạnh Thiền lúc xanh lúc trắng, anh ta vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, Mạnh Thiền oán hận rời đi. Vốn dĩ anh ta còn muốn đánh bại Đường Tuấn trước mặt mọi người để chứng minh bản thân, nhưng lại ngại uy nghiêm cùng thực lực của Lâm Giang Thiên, nên anh ta vẫn không dám nhắc tới. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Bọn họ thật sự nghĩ không ra vì sao Lâm Giang Thiên lại vì một đứa con rơi của quân diệt ma mà đắc tội với Mạnh Tinh Hà. Những người khác trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Lâm Giang Thiên vì sao phải đưa danh ngạch cho một đứa con rơi của quân diệt ma chứ? Còn không tiếc bởi vậy mà đắc tội với Mạnh Tinh Hà. Ngay cả Đường Tuấn cũng có chút khó hiểu. Đợi mọi người tản đi, chỉ còn lại Đường Tuấn và Lâm Giang Thiên. Lâm Giang Thiên mới từ từ nói, tôi đưa danh ngạch thí luyện cung hỗn nguyên cho cậu, là có điều kiện. Ông ta thở dài, nói, bác sĩ Tô từng nói qua, nếu muốn chữa khỏi bệnh triệt để cho vợ tôi, cần một vị thuốc dẫn gọi là thiên tinh lan thảo. Giá trị của thiên tinh lan thảo cũng không phải là rất cao, nhưng nó chỉ phát triển trong một số môi trường đặc biệt. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, nói chẳng lẽ thiên tinh lan thảo đã sinh trưởng ở nơi thí luyện cung hỗn nguyên sao? Lâm Giang Thiên nói, đúng vậy. Thật lâu trước kia tôi đã thông qua thí luyện cung hỗn nguyên, nhưng hiện tại lại không cách nào tiến vào phiến không gian kia. Vì vậy, chỉ có thể tìm những người khác để giúp đỡ. Trước tôi cũng ủy thác không ít người, nhưng bọn họ không thông qua thí luyện, không thể mang đồ vật thu được ở bên trong ra. Chương 3374 hai học trò còn lại rất bất mãn với Đường Tuấn. Lâm Giang Thiên tự giễu nói, không phải là tôi tin cậu. Mà chỉ là tôi đang đánh cuộc. Lần này tôi lấy được hai cái danh ngạch, một cái danh ngạch khác sẽ cho học trò lớn của tôi Vũ Vô Thương, tôi cũng không có đặt nhiều hy vọng ở trên người cậu. Chỉ là cô ta đã tham gia qua hai lần thí luyện cung hỗn nguyên, nhưng cũng thất bại cả hai. Đây là lần cuối cùng cô ta tham gia thí luyện. Thí nghiệm cung hỗn nguyên chỉ có thể tham gia 3 lần. Đường Tuấn trịnh trọng nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Giang Thiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói cậu hẳn là quen biết đạo nhất cùng Ngao Vấn Thiên chứ. Gần đây hai người bọn họ rất nổi, bọn họ đều thành công thông qua thí luyện cung hỗn nguyên, hơn nữa thành tích không tệ. Cậu cũng đừng cách biệt quá nhiều. Sắc mặt Đường Tuấn nghiêm túc gật đầu. Xem ra đạo nhất cùng Ngao Vấn Thiên ở trong chiến trường kỷ nguyên cũng lăn lộn không tệ. Lâm Giang Thiên nói, sau lưng hai người này đều có thế lực lớn ủng hộ. Thành tích tốt cũng là trong dự liệu. Ngược lại Đường Tuấn cậu, nếu lần thí luyện này có thể đạt được thành tích không tệ, nói vậy Mạnh Tinh Hà cũng hối hận phát điên rồi. Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà dùng một lòng bàn tay đánh thành một cái lỗ lớn trên mặt đất và lạnh lùng nói, Lâm Giang Tiên nói như vậy sao? Thà kết thù với cha vì một đứa con rơi. Mạnh Thiền nói, Lâm Giang Tiên đích thật là có ý này. Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nói, được.
chờ lần sau khi bia kỷ nguyên xếp lại, đừng trách tôi không khách khí. Mạnh Thiền muốn nói lại thôi, Mạnh Tinh Hà sao không biết anh ta muốn nói cái gì, ông ta trầm giọng nói, con yên tâm. Lần này cha nhất định phải lấy cho con một cái danh ngạch thí luyện. Trong quá trình thí luyện, con nhất định phải đánh bại Đường Tuấn, cha muốn tàn nhẫn đánh bại khí thế của Lâm Giang Tiên. Để cho ông ta hiểu được, Mạnh Tinh Hà là không thể đắc tội. Mạnh Thiền mừng như điên, nói cảm ơn nghĩa phụ. Con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của nghĩa phụ, đánh bại Đường Tuấn. Rất nhanh, chuyện Lâm Giang Tiên đưa danh ngạch thí luyện cho một người ngoài đã truyền khắp xung quanh. Vốn chuyện này không có gì, nhưng người ngoài này lại bị quân diệt ma giáng chức bác sĩ chỉ đạo, nhất thời làm cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Bọn họ đều cảm thấy Đường Tuấn gia nhập thí luyện, sẽ kéo thấp trình độ chỉnh thể của bọn họ. Một danh ngạch khác trong tay Lâm Giang Tiên cho học trò lớn Vũ Vô Thương. Hai học trò còn lại rất bất mãn với Đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, nếu như không có Đường Tuấn, danh ngạch còn lại nhất định sẽ rơi vào trên người một trong số họ. Sư phụ thật sự là hồ đồ, lại đưa danh ngạch cho một tên như vậy. Chương 3375 Đường Tuấn, nhớ kỹ lời giải thích của tôi. Cái này tính là gì, chúng ta với tư cách là học trò của ông ta, lại kém một bác sĩ bị quân diệt ma bãi bỏ sao? Chị cả, nghe nói ở trong quá trình thí luyện sư phụ còn cho chị chăm sóc anh ta, có phải là thật hay không? Hai học trò khác không dám oán giận trước mặt Lâm Giang Tiên, nhưng lại âm thầm oán hận. Vũ Vô Thương gật đầu, nói, là có chuyện này. Học trò thứ hai nói, chị cả, tên kia là người mới, nếu không có chị chăm sóc cho anh ta, tôi nghĩ anh ta ở trong thí luyện chắc chắn cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu mà bị đào thải. Nếu không chị cho anh ta một bài học, rồi giúp hai chúng tôi xả giận. Vũ Vô Thương nhướng mày, nói, anh có kế hoạch gì? Cô ta cũng cảm thấy quyết định lần này của sư phụ mình có chút sai rồi. Danh ngạch thí luyện cung hỗn nguyên quý trọng như vậy, làm sao có thể đưa nó cho một người ngoài? Học trò thứ hai giảo hoạt cười, nói chị cả, chỉ cần lúc chăm sóc anh ta chị không cẩn thận nói sai một chút, để cho anh ta xấu mặt, rồi ghi lại hình ảnh kia cho chúng tôi xem, để cho chúng tôi thoải mái một chút là được. Vũ Vô Thương trầm ngâm một lát, rồi nói cái này có thể. Cô ta cũng biết Lâm Giang Tiên tất nhiên cũng nhờ Đường Tuấn tìm Thiên Tinh Lan Thảo, cho nên cô ta cũng không dám làm quá đáng. Ngộ nhỡ nếu khiến Đường Tuấn bị loại sớm, vậy cô ta cũng phải bị phạt theo. Nhưng chỉ làm cho Đường Tuấn xấu mặt một chút, vấn đề này cũng không phải lớn. Cô ta cũng vì bất bình thay cho hai sư đệ, vừa lúc để cho bọn họ chút giận. Học trò thứ hai và học trò thứ ba liếc nhau, bọn họ đều lộ ra ý cười. Ở trong chờ mong của mọi người, thí luyện cung hỗn nguyên cũng sắp bắt đầu. Ngày hôm nay, Đường Tuấn đang tu luyện, bỗng nhiên anh cảm nhận được một luồng sức mạnh trong bóng tối giáng xuống trên người mình. Đường Tuấn, nhớ kỹ lời giải thích của tôi. Khi luồng sức mạnh này giáng xuống trên người Đường Tuấn, giọng nói của Lâm Giang Tiên cũng vang lên bên tai anh, tôi đã dặn dò Vũ Vô Thương, để cho cô ta chăm sóc cậu nhiều hơn trong quá trình thí luyện. Dù sao cô ta cũng đã có kinh nghiệm hai lần rồi. Ở trong thí luyện cậu hãy tận lực nghe theo sự sắp xếp của cô ta, nếu như có chỗ nào không rõ, cũng cố gắng hỏi cô ta nhiều hơn, đừng tự chủ trương. Đường Tuấn nói, tôi biết rồi. Trong lòng anh cũng có chút tò mò, thí luyện cung hỗn nguyên thần bí như thế, không biết rốt cuộc là tình hình gì. Lâm Giang Tiên nói, còn có một chuyện, tôi nhận được tin tức, Mạnh Tinh Hà không biết lấy từ đâu cho Mạnh Thiền một cái danh ngạch thí luyện. Tôi lo lắng ở trong thí luyện anh ta sẽ nhầm vào cậu, nên cậu nhất định phải cẩn thận. Chương 3376 thì ra anh cũng sợ chết. Cuối cùng cung hỗn nguyên là một nơi nào? Tuy rằng Lâm Giang Tiên là tu giả mạnh thứ 18 của bia kỷ nguyên, hơn nữa cũng có được thân phận cung hỗn nguyên, nhưng ông ta vẫn hoàn toàn không biết gì về nơi thần bí của cung hỗn nguyên này. Ví dụ như cung hỗn nguyên ở đâu? Người nắm cung hỗn nguyên trong tay là ai? Mục đích tiến hành thí luyện cung hỗn nguyên là vì cái gì? Đủ loại vấn đề hiện lên trong lòng Lâm Giang Tiên, làm cho ông ta càng thêm hoang mang khó hiểu. Về bí ẩn cung hỗn nguyên, có thể nói là bí ẩn lớn nhất trên chiến trường kỷ nguyên, đến nay vẫn chưa ai có thể giải được. Toàn bộ các loại cảm quan bị che đậy, giống như trở thành một hạt bụi nhỏ trong thiên địa. Đây là cảm giác khi Đường Tuấn bị luồng sức mạnh kia bao vây.
có người mang theo sức mạnh bản nguyên, độ khó thí luyện gia tăng. Một âm thanh không mang theo bất kỳ cảm xúc nào bỗng nhiên vang lên bên tai Đường Tuấn. Một lát sau, cảm quan của Đường Tuấn trở lại bình thường, anh phát hiện mình đang đứng dưới chân núi. Đỉnh núi lớn cắm vào trong bầu trời, không thể nhìn thấy ở đâu. Nhìn bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, không cách nào phân biệt cảnh tượng rõ ràng. Anh cố gắng đi về phía hỗn loạn, nhưng ngay sau đó một lời cảnh báo vang lên, tôi khuyên anh không làm điều đó, nếu không anh sẽ chết. Vũ Vô Thương bước đi thướt tha gợi cảm. Môi hồng hào, trong mắt phảng phất ẩn chứa một dòng nước xuân, ngũ quan cực đẹp, hợp lại với nhau lại làm cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ và thanh thuần cùng tồn tại. Trong giọng nói của Vũ Vô Mân mang theo một sự lạnh lùng, đó là khu vực hỗn độn, là cấm địa thí luyện. Thí luyện không gian chia làm hai bộ phận, một chỗ là thí luyện chi địa, một chỗ là khu vực hỗn độn. Một khi tiến vào khu vực hỗn độn, chắc chắn sẽ phải chết. Tất nhiên, nếu anh muốn chết nhanh hơn, anh có thể thử nó. Đường Tuấn lập tức bỏ đi ý niệm này. Trong hoàn cảnh xa lạ này, giống như loại cấm địa này, anh cảm thấy mình tạm thời vẫn là không nên đi thử trước. Sự tò mò có thể giết chết con mèo. Vũ Vô Thương thấy thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, thì ra anh cũng sợ chết. Vũ Vô Thương nhíu mày, nói, không nghĩ tới lần thí luyện này độ khó lại tăng lên. Người mang theo lực sức mạnh bản nguyên, đó là cái gì? Đường Tuấn ở một bên ngấp ngáy cười, không nói tiếp. Anh hẳn là cái người mang theo sức mạnh bản nguyên đó, nói cách khác bởi vì anh gia nhập, mới khiến cho độ khó lần thí luyện này tăng lên. Vũ Vô Thương đồng tình nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nói anh thật đúng là xui xẻo, lần đầu tiên tham gia thí luyện đã gặp phải loại chuyện này. Vốn dĩ nếu vận khí anh tốt, có lẽ có thể chống đỡ đến mấy vòng sau, nhưng hiện tại phỏng chừng treo lơ lửng. Chương 3377 cô ta muốn tránh. Đi thôi, anh lần đầu tiên thí luyện, tôi mang anh đi một đoạn. Lúc nói chuyện, cô ta bắt đầu leo núi, Đường Tuấn cũng không khách khí, đi theo phía sau cô ta. Hai bên đường núi là một mảnh rừng rậm rạp, trong không khí tản ra khí tức tươi mát nhàn nhạt. Đường Tuấn nhìn bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển của Vũ Vô Thương phía trước, cũng là một loại hưởng thụ đẹp. Vũ Vô Thương giống như cũng cảm nhận được tầm mắt Đường Tuấn vẫn dừng lại trên người cô ta, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nhưng cô ta lại không muốn ở trước mặt Đường Tuấn biểu hiện ra bộ dáng cục xúc bất an, nên vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm mắng, đăng đồ tử chết tiệt này, lát nữa cho anh đẹp mắt. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, lần thí luyện này có phải là leo núi không? Vũ Vô Thương không quay đầu lại, nói, nếu chỉ đơn giản là leo núi. Dọc theo đường đi, sẽ có không ít nguy hiểm. Ánh mắt cô ta bỗng nhiên sáng lên, cô ta chỉ vào một đóa hoa màu vàng nhạt bên đường cách đó vài mét, nói, đóa hoa này tôi rất thích, anh có thể hái xuống đưa cho tôi không? Đường Tuấn nói, đương nhiên có thể. Anh đi qua và chuẩn bị hái hoa. Ý cười trong mắt Vũ Vô Thương càng nồng đậm. Cô ta đã âm thầm chuẩn bị dùng pháp thuật ghi chép tất cả những chuyện sắp xảy ra. Cô ta không biết tên của loài hoa màu vàng nhạt này, nhưng đã được nhìn thấy trong hai thử nghiệm đầu tiên. Trong nháy mắt hoa đang được hái xuống, phấn hoa sẽ phun ra nồng nặc. Coi như là người tu hành có tu vi cao thâm, chỉ cần bị phấn hoa dính vào da thịt, đều sẽ ngứa ngáy không gì sánh được, thậm chí sẽ cào rách da. Cô ta cố ý không nói cho Đường Tuấn, chính là muốn nhìn anh xấu mặt. Giáo huấn đang đổ tử mắt không thành thật này. Đường Tuấn thuận lợi hái hoa tươi xuống. Nụ cười trên khóe miệng Vũ Vô Thương cứng đờ, cô ta không dám tin nhìn Đường Tuấn. Lúc này phấn hoa không phải là nên phun vào tên kia sao? Chẳng lẽ mình nhận sai? Vũ Vô Thương không khỏi nghĩ như vậy. Cho cô. Lúc này, Đường Tuấn đưa hoa màu vàng nhạt về phía Vũ Vô Thương. Lần thí luyện này còn có không ít chỗ cần Vũ Vô Thương hỗ trợ, tặng người ta một chút lễ vật nhỏ cũng là chuyện nên làm. Vũ Vô Thương đưa tay nhận lấy, đang chuẩn bị mở miệng nói cảm ơn, hoa tươi trong tay bỗng nhiên rung động, khi cô ta không kịp phản ứng, hoa màu vàng nhạt đã phun ra phấn hoa. A! À, Vũ Vô Thương hét lên một tiếng. Cô ta muốn tránh. Nhưng đã không còn kịp nữa, tốc độ phun phấn hoa cực nhanh, hơn nữa cô ta còn đang nắm hoa tươi trong tay. Trong nháy mắt, phần lớn phấn hoa đều rơi trên người cô ta.
Chương 3378 đây có tính là tự thiêu. Một loại cảm giác ngứa ngáy trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân. A! À. Vũ Vô Thương hét lên lần nữa. Hai tay cô ta không kiểm soát được gãi lấy gãi để trên người. Cái loại ngứa này, ngay cả thần quân cũng không ngăn được. Trong chốc lát, Vũ Vô Thương gãi đến làn da đỏ bừng, quần áo lộ ra. Trên khuôn mặt quyến rũ tăng thêm vài phần đỏ ửng, giống như thiếu phụ uống rượu say vậy. A! À. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Vũ Vô Thương nhìn không được kêu lên tiếng. Chỉ có lúc bản thân cảm nhận được, cô ta mới hiểu được cái loại ngứa ngáy này đáng sợ cỡ nào. Giống như sâu trong tủy xương có ngàn vạn con kiến đang bò, làm cho người ta muốn ngừng không được. Cô bị sao vậy? Đường Tuấn vội vàng hỏi. Vũ Vô Thương tức giận nói, anh còn không biết xấu hổ hỏi, đều là chuyện tốt anh làm ra. Tuy rằng tức giận, nhưng lúc này Vũ Vô Thương nói ra, lại làm cho người ta có một loại cảm giác hờn dỗi. Đường Tuấn thật sự cảm thấy vô tội. Anh mới tới chiến trường kỷ nguyên, đối với tất cả sinh vật bên trong đều rất xa lạ. Loại hoa màu vàng nhạt này, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên, giống và bản chất của hoa, anh thậm chí còn không biết gì. Lúc hái hoa tươi xuống, vòng tròn thần bí trong cơ thể hơi xoay tròn. Lúc ấy anh cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, hẳn là sức mạnh của vòng tròn thần bí áp chế thuộc tính nào đó của hoa tươi. Vũ Vô Thương vô cùng xấu hổ, cô ta vốn muốn trêu chọc Đường Tuấn một chút, ai ngờ ngược lại là mình xấu hổ. Nhìn quần áo trên người bị chính mình không ngừng kéo ra, lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết, đây là lần đầu tiên cô ta ở trước mặt một người đàn ông mà chật vật như thế. Còn có một vài chỗ riêng tư đặc biệt ngứa ngáy. Nhưng trước mặt Đường Tuấn cô ta lại không dám đi gãi, chỉ có thể cố gắng khắc chế, sắc mặt đỏ lên. Đây có tính là tự thiêu. Anh không phải là bác sĩ sao? Chương 3379 anh có biết tại sao nó khó khăn như vậy không? Lúc này Vũ Vô Thương mới dễ chịu một chút, khí huyết trôi nổi cùng cái loại ngứa ngáy này dần dần biến mất. Cô ta nặng nề thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ta tức giận nhìn Đường Tuấn. Muốn chỉ trích hai câu, nhưng thật sự nói không nên lời. Dù sao chuyện này vẫn là cô ta muốn tính kế đối phương, chỉ là cuối cùng gieo gió gặt bão mà thôi. Cảm ơn bác sĩ Đường. Vũ Vô Thương cắn răng, nói một câu cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lát nữa tôi còn phải làm phiền cô chăm sóc tôi một chút. Đường Tuấn chân thành nói. Tuy rằng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng không tổn thất gì, ngược lại Vũ Vô Thương thiếu chút nữa bị anh nhìn sạch. Chỉ là những lời này nghe vào tai Vũ Vô Thương, lại có chút biến vị, cô ta cảm thấy Đường Tuấn đang cười nhạo mình. Biết rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vũ Vô Thương cười nhưng trong không cười nói. Hai người tiếp tục leo núi. Vũ Vô Thương cũng tạm thời thu hồi tâm tư trêu chọc Đường Tuấn, cô ta bắt đầu nói ra một ít phỏng đoán của mình. Dựa theo kinh nghiệm thí luyện của tôi lúc trước, lần leo núi này hẳn là cũng chia làm 3 đoạn. Mỗi một đoạn đường đều có một vị tu hành giả canh giữ. Nhiệm vụ của mỗi cấp độ phải được hoàn thành để tiếp tục đi lên. Vũ Vô Thương thở dài, nói, một lần tốt nhất tôi đạt tới cửa thứ 3, chỉ thiếu một chút là có thể thông qua thí luyện. Nhiệm vụ của mỗi cấp độ. Chẳng lẽ là đánh bại người canh giữ sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại. Vũ Vô Thương cười nhạo, nói, đánh bại người canh giữ, anh nghĩ nhiều rồi. Thí luyện cung hỗn nguyên, có rất ít người có thể đánh bại người canh giữ. Mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Anh có biết tại sao nó khó khăn như vậy không? Đường Tuấn lắc đầu. Vũ Vô Thương lạnh lùng nói, bởi vì cảnh giới người tu hành tham gia thí luyện không thể vượt qua thần quân cảnh hậu kỳ, mà người canh giữ yếu nhất, ít nhất đều là thần quân cảnh đỉnh phong. Thậm chí có chút thí luyện còn xuất hiện người canh giữ cấp bậc tiểu tôn giả. Chương 3380 anh vòng thứ nhất cũng không thể vượt qua được. Đây là lần thí luyện cuối cùng của cô ta, nếu mà không thông qua, về sau không còn có cơ hội nữa. Là học trò Lâm Giang Tiên, Vũ Vô Thương hiểu rất rõ việc thông qua thí luyện cung hỗn nguyên có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Gọi là tiên duyên cũng không quá đáng. Hai người giao lưu rất ít, rồi bọn họ nhanh chóng leo núi. Rất nhanh,
hai người đã gặp được những người tu hành khác cùng tham gia thí luyện. Đây là một thung lũng nhỏ trên núi. Lối ra duy nhất trong thung lũng, trên con đường dẫn lên đỉnh núi, bên trong có một người vượn cổ ngồi xếp bằng với mái tóc vàng óng. Người vượn cổ ngồi khoanh chân như người, ánh mắt nhắm nghiền, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm. Đây không phải là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma sao? Vũ Vô Thương, đây hẳn là lần cuối cùng cô tham gia thí luyện đi, vậy mà còn mang theo một cái đuôi, tôi thấy lần thí luyện này cô cũng không có hy vọng. Ha ha ha! Đường Tuấn và Vũ Vô Thương đi vào trong sơn cốc, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người tu hành trong sơn cốc. Trong đó có mấy người lên tiếng chế nhạo, Mạnh Thiển đang đứng cùng một chỗ với mấy người này, anh ta ngăn cản đường đi của bọn họ. Tránh ra! Vũ Vô Thương đi tới trước mặt mấy người kia. Khóe miệng Mạnh Thiển nhếch lên nụ cười lạnh, anh ta khinh thường nhìn Đường Tuấn, chào phúng nói, rác rưởi cũng đến tham gia thí luyện. Anh vòng thứ nhất cũng không thể vượt qua được. Vũ Vô Thương nói, Mạnh Thiển, tranh đua miệng lưới cũng vô dụng. Nếu anh không phục, hai chúng ta sẽ tỉ thí một chút. Lâm Giang Tiên dặn dò cô ta chăm sóc Đường Tuấn một chút, hơn nữa cách đây không lâu Đường Tuấn cũng coi như đã giúp cô ta. Lúc này, cô ta cũng không tiện nhìn Đường Tuấn bị nhục nhã mà ngồi yên không để ý. Sắc mặt Mạnh Thiển hơi trầm xuống. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta giao tiếp với Vũ Vô Thương. Hai người giao thủ không ít lần, nhưng anh ta đều thắng ít mà thua nhiều. Thực lực của Vũ Vô Thương mạnh hơn so với anh ta một chút. Hừ. Dựa vào sự che chở của phụ nữ, rác rưởi quả nhiên là rác rưởi. Mạnh Thiển châm chọc một tiếng, nhưng anh ta vẫn nhường đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 185.